Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Oga Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề làm sao để lên level từ 1 đến 70 trong vòng 3 tiếng và Zerus đó là cái gì và có một cái group Discord uh, dành cho những anh em chơi Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4 thì hiện tại anh em sinh hoạt khá là nhiều ở trong cái uh, group mà Diablo 2, Diablo 4 thì sau này sẽ có rất nhiều Diablo 3 thì hiện đại thì hết. Thì anh em newbie bi là anh em đang chơi mà chưa có người chơi chung thì anh em có thể join vào group này. Hiện tại thì gà thấy anh em có rất là nhiều nhu cầu tạo nhiều acc để săn những cái charm ani thì chúng ta mở nhiều acc thì chúng ta sẽ farm được nhiều ani một lúc thì nếu mà muốn farm charm ani thì chúng ta cần phải rất là heo còn nếu đơn giản nữa thì anh em muốn farm nhiều lát khác nhau cho lên level cao để anh em có thể trải nghiệm nhiều loại build khác nhau Hoặc là anh em muốn lên level thật nhanh ở đầu cái ladder, đầu season Thì bên gà có dịch vụ rớt level cho anh em từ 1 lên 70, 80 Để anh em có thể đi farm cái Chamani còn cách để mở nhiều ạt ở trên cái máy tính thì gà đã có hướng dẫn với anh em và anh em sẽ xem lại nha Và tất nhiên là dịch vụ này chạy bằng cơm nên sẽ có thu phí nha anh em Nếu anh em muốn ủng hộ số bò cho gà thì anh em có thể liên hệ với bên gà Ngoài ra thì channel của gà vừa mới mở được cái nút Super Thanh đó Nếu anh em thấy video hữu ích thì có thể bấm vào để ủng hộ cho gà Còn không thì không sao cả, anh em chỉ cần like share cái video thôi Có rất là nhiều anh em newbie ở trong cái group discord của gà Có hỏi là Zero Normal lên heo là cái gì và làm sao để lên level 70 trong vòng 3 tiếng Thì trước tiên anh em cần phải biết những cái từ ngữ sau đây Đó sau là những người mà cầm ạc chính mạnh đầy đủ gear Để người ta kéo anh em từ normal lên tới heo Mà anh em vẫn là level 1 luôn á Trước khi mà nó rớt có khi thì nó sẽ có sẵn bomber nó tạo hai ạt nó có sẵn bomber luôn Có khi là nó sẽ cần một thằng bomber búp lịch nhảy vô để nó thể kéo anh, anh em Bomber là những người mà người ta level 40 nhưng mà người ta chưa có đánh cái web bell ở normal lý do là những người như anh em á là những người đăng ký vào cái gói dịch vụ mà kéo từ normal lên heo mà vẫn ở level một á vậy thực ra zirat là gì zirat là một cái thuật ngữ trong game thôi ý nói là sẽ có một người kéo anh em lên heo trong khi anh em lên level 1 và anh em có thể lấy cái quay boy quan trọng hoặc là không lấy tùy anh em và roster nó họ sẽ kéo anh em từ normal lên tới ạt năm của heo và khi lên tới hạt 5 của heo, anh em sẽ tự lo cái phần đánh quét bell với lại web action. Tại vì lúc đó thì bomber họ đã không có lo nhiệm vụ đó nữa rồi. Họ chỉ lo cho anh em qua tới heo hạt 5 thôi. Và rớt sơ cũng vậy. Thì lúc này sẽ có rất là nhiều anh em rất là khó hiểu ở cái chỗ gọi là tại sao Bumper, cái đó sơ họ chỉ lo cho tới Arc 5 của heo sao họ không phụ mình đánh luôn? Cái web uh, asian với lại cái web Beo luôn? Thì thật ra, sơ họ có thể đánh Beo ở Arc 5 vẫn được. Vấn đề là Bumper họ mới chỉ level 40 thôi và khi mà họ đạt ra level 60 á thì lúc đó mới có thể đánh được Beo. Tại như gà đã nói thì ba cái mắt để có thể đánh được cái web từ normal tới heo. Khi anh em ở normal thì anh em sẽ là 20, lên diamond sẽ là 40 và và lên heo sẽ là 60 thì anh em mới tham gia đánh vào cái West Asian và vô đánh beo được thì bomber họ chỉ tới là level 40 thôi rất là hiếm những bomber mà có level 60 những bomber mà level 60 này á sẽ xuất hiện khi mà ở đầu ladder đầu season thì họ xuất hiện kiểu như là ở trong mấy cái room public anh em vô anh em sẽ thấy những cái người level 60 nhưng mà họ chưa đánh bell sẽ có những người kéo họ lên đánh những con beo và anh em đứng ở nhà và anh em có thể qua được cái ạt heo luôn nhưng mà nó rất là hiếm và nó sẽ xuất hiện ở giai đoạn đầu của ladder thôi nhưng mà khi vô khoảng chừng 5 ngày là anh em sẽ không thể nào thấy được hoặc là rất là hiếm thấy những người bomber level 60 ở public vì họ đã chạy ở trong cái phần dịch vụ rồi họ chạy trong đây là họ chạy từ level 1 đến 40 xong rồi họ sẽ tham gia vào những cái group mà Zero để họ có được free chạy lên tới heo hôm trước gà đã có làm cái video nói về cái vụ mà làm sao ít thời gian để chơi thì nhưng mà vẫn lên level nhanh khi mà chúng ta chơi một mình ở đầu ladder thì anh em xem lại nha thì như anh em nhìn thấy trên màn hình đó là cái quá trình mà gà thuê dịch vụ chạy zero để kéo một à khác lên tới heo thì cái khoảng thời gian mà làm cái này á thì tầm khoảng một tiếng có khi là chưa tới một tiếng nữa tùy vào cái hàng đó nó nó chạy nhanh hay chậm thôi sau tầm một tiếng đó thì anh em đã có thêm một lát mới có thể lên heo và chúng ta có thể dùng cái lát đó để chúng ta trải nghiệm cái game là chúng ta đổi gió hoặc là anh em có thể dùng một cái ạt khác tạo một cái cái lát mới xong rồi anh em có thể chạy lên heo xong rồi anh em để cái ạt đó ở level một luôn và anh em treo khi mà có đi clone á thì anh em sẽ dùng cái ạt đó lóc vô heo để đợi xong rồi nhờ một người khác ở trong group gà vô đánh dùm con đi clone đó thì anh em sẽ thu được thêm một cái anh đó là cách của nhiều người người ta đi farm money thì gà đã có làm cái video hướng dẫn cho anh em mở nhiều ạt cao ở trên một cái máy tính rồi đó và ngoài ra thì chắc chắn là chạy mấy cái dịch vụ này anh em phải tốn tiền nhưng mà nó bù lại là anh em có thời gian để anh em làm những cái việc khác anh em không có thời gian để có thể cày level thì anh em có thể thuê cái dịch vụ này và bên gà hiện tại cũng đang có dịch vụ này thì có thể giúp cho anh em có thể leveling và z cho anh em thì đầu video gà nó có nói rồi đó sau khi mà đến trên nó lên heo mà vẫn level một level hai thì họ sẽ làm gì thì họ sẽ thường vào những cái room chạy chaos để hit level nhưng mà cái này anh em phải lên tìm tốn thời gian nữa bởi vậy chúng ta sẽ có dịch vụ là vừa di cho anh em và vừa level lên luôn thì mỗi lần mà đi kiếm những cái room mà hit level thế này á cái hàng chủ phòng nó sẽ nói là nó sẽ cần bao nhiêu lít chơi để hit level trở lên nhanh một chút và thường á là tụi nó sẽ chọn là chaos century thì nó sẽ kiểm soát được cái lượng lính cái lượng sp cũng rất là ngon và và những người lít chơi sẽ khó chết hơn nhưng mà khi anh em đăng ký vào đây á thì anh em sẽ không được lụm đồ anh em chỉ đứng cách xa đó đồ đạc thì do cái thằng mà chủ phòng nó sẽ lụm hết thì chúng ta đi theo chúng ta hít level free mà nên chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ha còn nếu mà anh em không thể tìm được những cái room leveling ở chaos đó thì anh em có thể nhờ bạn anh em kéo từ level 20 tới 25 thì anh em có thể nhảy vô normal cao để anh em farm level cho nó nhanh xong rồi tới 25 rồi anh em nhảy lên trên cái chaos century để hít level thì anh em có đập đi đập lại quá trình như vậy lên level rất nhanh mà thường thì người ta sẽ vô kiếm room 8 người để nhanh hơn thì như vậy phải đi tìm và đó là vấn đề là chúng ta phải cần tới dịch vụ là vậy khi mà chúng ta không có thời gian lợi thế của việc zero đó là anh em sẽ không bị mất cái phần reset điểm ở cái hạt một á tại vì chúng ta không cần năng điểm vì khi mà chúng ta lên level cao chúng ta nâng luộc lần vẫn còn nguyên ba lần reset luôn không mất nhiều thời gian thích hợp với những người mà đang đi làm nhiều công việc nhưng mà thích chơi nhiều ạt nhiều class thích đổi gió thích hợp với những người mà muốn lên level nhanh muốn đi farm ở đầu ladder để đi farm đầu và chơi đồ á thì cái cách này rất là hợp lý nhưng mà cái điểm hại của nó thì chắc chắn sẽ có thì anh em sẽ không trải nghiệm đem về đủ không biết được nhiều trích và nhiều tiếp khác ở trong cái game ngoài cái dịch vụ mà zero ra nó còn rất là nhiều dịch vụ ở trong cái game này kiểu nào cũng cũng, cũng có thể làm dịch vụ được hết. Có thể là chỉ là rush normal only thôi hoặc là rush nightmare only. Có người thì rush hell only, kiểu như là người ta lên uh, normal với nightmare xong rồi nhưng mà heo người ta không đi được thì người ta sẽ cần rush hell ha. Rồi uh, có có người thì sẽ lấy hết tất. muốn uh, có dịch vụ là mở hết tất cả các way boy ở trong cái game nữa. Rồi có dịch vụ là à, mở cái cổng ở chaos khi mà anh em chơi những cái lát mà anh em không có thể teleport thì anh em sẽ cần một cái con sóc để vô nó mở cái waypoint cái chỗ cái century để anh em có thể chui đó farm thì mỗi lần nó sẽ tính bao nhiêu tiền tiền đó thì nó tùy vô cái thằng đó và còn rất là nhiều dịch vụ nữa tôi chỉ nêu ra những cái dịch vụ chính để anh em có thể tưởng tượng được thôi Zerus ở bên hạt co nó sẽ mắc hơn bên shop co nhé Tại vì anh em biết hạt co là như thế nào đó hạt co thì chết một lần là chết luôn Thì đa số là họ sẽ Zerus bên hạt co là lấy cái Chamani của con Declon á Họ sẽ có rất là nhiều cái chamani là tại vì họ xài rất là nhiều ạ họ mua rất là nhiều ạ Họ rớt nhiều có lên heo hết Ở level 1 không cần farm level ở những cái ạc đó Họ chủ yếu là để lấy cái ạc đó để mà họ kiếm cái chamani thôi Giá cả của Zedot và cái dịch vụ khác cũng sẽ thay đổi từ, từ từ theo thời gian nha anh em nó sẽ rất mắc ở giai đoạn đầu la tại vì đầu ladder ai cũng muốn rớt level hết cũng muốn rớt lên heo hết để farm đồ cho nhanh mà nhưng từ từ nó sẽ giảm nhiệt sau 10 ngày Ok thì đó là tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em về cái vụ Zero làm sao nhanh nhất để lên level 70 trong vòng thời gian ngắn nhất. Thì anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì anh em có thể comment phía bên dưới video nha. Nếu anh em muốn thuê dịch vụ về leveling hay là muốn Zero cho anh em thì anh em có thể liên hệ với bên gà nha. Đó cũng là một cách để ủng hộ cho gà. Nếu anh em thấy video hết hãy nhớ bấm vào like, share nếu là người mới bấm subscribe bấm một cái chuông để không bỏ lỡ cứ video nào góp lên trong tương lai Nếu anh em muốn support channel thì gà mới có mở cái nút subscribe Thì anh em có thể bấm vào đó để ủng hộ cho gà ha ngoài ra anh em có thể donate qua cái phần ví momo, paypal rồi đó Ở nằm phía góc trái màn hình Cảm ơn anh em đã ngồi xem video và hẹn gặp lại những video tiếp theo Offer you, come along and see us true, But the world is pretty good